xin chào các bạn. Khi những bông hoa cuối cùng trên cành hoa lan đã nở, để giúp phần ngọn hoa này nhanh chóng phát triển thành những chùm hoa mới. Hoa nở đẹp rực rỡ hơn. Hoặc là từ những vị trí này, khi cắt ngang sẽ nhanh chóng hồi sinh thành nhiều nhánh hoa mới. Hôm nay mình chia sẻ một phương pháp rất đơn giản để dễ dàng phát triển được nhiều nhánh hoa từ cành hoa. Chúng ta nên tận dụng vỏ trứng có chứa rất nhiều canxi và kali, thúc đẩy quá trình ra hoa rất nhanh. Các bạn hãy thu gom tất cả những vỏ trứng, sau đó hãy phơi cho thật khô. Các bạn xay nhuyễn ra. Sử dụng một thìa nhỏ bột vỏ trứng. Cho vào 350ml nước đun sôi. Khi chúng ta làm điều này thì vỏ trứng sẽ không còn vi khuẩn nữa, giúp cho những cây hoa lan phát triển rất nhanh. Đậy kín và để nguội. Các bạn sẽ cắt ngang đây. Và mình sẽ để khô một cách tự nhiên. Hãy giữ lại những vị trí này, sẽ hồi sinh nhiều cành hoa mới. Các bạn hãy gỡ bỏ lớp vỏ này ra. Lớp vỏ này sẽ cản trở quá trình hấp thụ dinh dưỡng. Sau khi nước đã nguội, những vitamin và dưỡng chất đã được hòa tan vào nước. Các bạn hãy sử dụng những miếng mút xốp mềm thấm vào nước này. Mình sẽ quấn vào cành hoa
sẽ cung cấp những vitamin dưỡng chất và giúp cho cành hoa được giữ ẩm tốt hơn. Các bạn hãy dùng nước này và chúng ta quấn vào đây sẽ giúp cho phần ngọn luôn được giữ ẩm được tốt hơn. Nên thực hiện 2 tuần một lần với cách làm này. Chỉ dùng nước tưới phun sương giữ ẩm là đủ. Để giúp cho những nhánh hoa này được phát triển, được tốt hơn. Các bạn cũng dùng nước này và chúng ta đặt vào đây. Rất đơn giản và dễ dàng. Với những nhánh hoa này cũng vậy. Khi áp dụng phương pháp này, những cành hoa nhỏ sẽ mọc lên rất nhanh, có chứa nhiều kali và những dưỡng chất có trong vỏ trứng, thúc đẩy những mầm hoa mau phát triển. Đây là một trong những biện pháp rất đơn giản để chúng ta có thể dễ dàng hồi sinh nhiều nhánh hoa trên cành hoa đã tàn. Đây chỉ là biện pháp để hỗ trợ để hồi sinh những cành hoa mới. Vì dinh dưỡng được vận chuyển từ rễ nên chúng ta cần phải bổ sung nguồn dinh dưỡng đầy đủ nhất cho cây. Thì những mầm hoa này sẽ phát triển rất nhanh và bền vững. Hãy tận dụng nước vỏ trứng này tưới vào gốc của cây 15 ngày một lần. Thúc đẩy sự phát triển rất nhanh của những chiếc rễ luôn được khỏe mạnh. Thường xuyên tưới nước, duy trì độ ẩm. Đặt cây ở những nơi có ánh sáng là điều kiện rất tốt để thúc đẩy sự phát triển rất nhanh của những mầm hoa này. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.